Xin chào quý khách nhá. Hôm nay thì Tuấn Hà sẽ giới thiệu với quý khách cái dòng điều hòa Fujitsu VIP mà bên Tuấn Hà vừa mới nhập về. Phiên bản Fujitsu VIP này thì khi mà chúng ta nhìn vào thì điểm đặc trưng đầu tiên nó rất là đồ sộ. Cục nóng của nó nặng đến 50kg cơ, nặng trịch luôn. Phiên bản này sử dụng ga R32, có đủ các mẫu công suất từ máy 12.000 cho đến máy 28.000 BTU. Phiên bản này đặc trưng bởi tính năng mặt nâng của nó, người ta gọi đó là tính năng điều hòa mặt nâng. Những tính năng đặc trưng của dòng điều hòa Fujitsu VIP này là gì? Đầu tiên, cục nóng rất là to nặng, toàn bộ bằng dàn đồng, ga R32. Tiếp tục là máy nó sẽ có chức năng là mắt camera cảm biến hồng ngoại ở trong không khí trong nhà. Có chức năng auto clear và mặt nâng dùng để nâng mặt đi lên trên. Chức năng auto clear để có thể lọc được sạch bụi toàn bộ không khí trong nhà một cách sạch sẽ nhất. Máy có chức năng ion khử mùi, và tiêu diệt hết toàn bộ vi khuẩn. Loa cảm biến không khí và bắt đầu để có thể phát thoại và có thể cảm biến được cái chất lượng không khí trong nhà để có thể đưa ra được một cái mức lọc không khí tốt nhất. Máy này là một trong những cái thằng điểm có thể nói là thành công nhất của dòng Fujitsu đến thời điểm bây giờ. Và quý khách sẽ không thể tìm thấy được những cái dòng VIP khác như thế này đâu. Những cái phiên bản Fujitsu VIP này có thể nói là đỉnh cao đến thời điểm bây giờ. Phiên bản của máy 12.000 tại thời điểm bây giờ đang có giá là 10.500.000. Phiên bản 16.000 BTU dành cho phòng 27m hiện tại đang có giá là 13.000.000. Phiên bản 20.000 BTU hiện tại cho phòng 32m hiện tại là đang có giá là 15.000.000. Và phiên bản 24.000 BTU dành cho phòng 45m thì hiện tại là đang có giá là 17.000.000 quý khách nhá. Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ.